Quay trở lại nhá, giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm dòng bay xây dựng như em nhá, hàng cao cấp nhá, tất cả hàng em là toàn là hàng đặt nhá, hàng thửa luôn, đặt toàn bằng líp ô tô hoặc là thép lưỡi cưa nhá. Các bác dùng thì rất là dễ dùng này, bong tay, nếu mà những con bay mà các bác chát thì rất là bong tay nhẹ nhàng đấy. Còn nếu mà những cái con dòng như dòng đế vàng hoặc là bay titan ấy, những cái con dòng đấy là đây, con đế vuông các thứ này nhà em đấy nhá, hàng các bác nhìn nhà em này đấy. Hàng này đầu cán cán là rất là bóng nhẵn nhụi và bảo được đều bọc hết nhá, đầu bọc đồng, đuôi thì bọc cao su nhá đấy, nên tại các bác rất dễ làm. Con bay xây này các bác chặt cái chiếc thoải mái luôn, không bao giờ lo cong vênh hay là sứt mẻ hoàn lại tiền luôn nhá. Đấy đây, còn đây là con bay đá đề nha em nha, các bác nhìn cái chuôi các bác đã biết là đã thấy là hàng cao cấp nên là nhìn cái chuôi cũng đã thấy là nó đã sướng rồi đấy. Đây, hàng này rất là bong nhá, bay này nó mỏng vừa phải này, mềm bay này, để cho các bác chát này, mềm nhưng không phải mềm nhũn đâu nhá, hàng nhà em là đều là thép lưỡi cưa nhưng em làm mềm để cho các bác chát nhá. Đấy rồi dòng bay titan này, bay bay đế vàng này nhà em nhá. Đấy đầu đầu cán đuôi cán đều được bọc đồng nhá, đấy nên là các bác làm thoải mái yên tâm vô tư luôn đấy. Rồi còn con bay răng cưa này nhà em nhá, con bay răng cưa thì các bác dành cho các anh chuyên ốp lát nhá, đấy nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng luôn đấy. Hàng bay răng cưa và bay đế vàng nhá là em bán 100 một con nhá, chưa có ship nhá. Đấy còn những cái dòng dòng như bay tô hay lá đề cái thứ này là em bán 80.000 một con nhá, 5 con thì em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy nên các anh là